chuyên dùng cho cây ăn quả, để sử dụng cho cây ổi ở Sóc Trăng này, giúp cho cái ổi to quả, đặc ruột, màu quả đẹp, trái chắc và lớn, và giúp chống rụng trái non, hạn chế việc bị khô nụ và khô quả non trên thường xảy ra trên cây ổi nhé. Và nó còn giúp là hạ nhiệt nhanh cho cây khi gặp trường hợp là bị nắng nóng này, mát bông, mát trái. Sử dụng được để sử dụng trong thời kỳ ra hoa đậu trái, giúp dưỡng hoa, dưỡng trái và tăng thụ phấn này. Các anh chị có thể sử dụng đến trước thời kỳ thu hoạch, trước ngày thu hoạch khoảng tầm 3 đến 5 ngày mình dừng lại. Nó còn giúp cho cái quả ổi là lớn, đều, căng tròn, hạn chế bị méo quả nhé. Giúp tăng năng suất và chống khô đen bông. Nếu như ổi đang trong thời kỳ hoa và quả non ấy, những cái quả nó được bằng những cái ống 21 trở xuống ấy, thì một bộ này các anh chị pha, một bộ là một chai với hai gói này, các anh chị pha cho khoảng chừng là 500 lít để phun xịt lên, để nó cung cấp dinh dưỡng cho hoa và giúp thụ phấn và cung cấp dinh dưỡng cho cái quả non lớn lên. Còn khi mà trong vườn mình có những cái lứa quả nó bằng cái ống 21 trở lên rồi ấy, và cái lượng quả này nó nhiều ấy, thì mình pha một bộ này khoảng tầm 400 lít thôi, để nó cung cấp được đủ đều cái dinh dưỡng cho cái quả, những cái quả lớn đấy nhá, cho nó lớn lên, nó chắc trái, màu đẹp, trái lớn, căng đều. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.